Hai mọi người, hôm nay có hai nhóm trường năng lượng khác nhau. Các bạn chọn dựa vào nhóm 1 hoặc là nhóm 2. 1 và 2. Mình bắt đầu với nhóm đầu tiên. Ở nhóm trường năng lượng đầu tiên, mình bắt được là hình ảnh các bạn đang khám phá ở một khu rừng rất là lạ và thú vị. Bạn đang bước đi chậm chậm tiến về phía trước và có những cuộc hành trình mới đang mở ra trước mắt cho bạn. Và nếu như trong chuyện tình cảm thì mình thấy xác suất là các bạn sẽ gặp được người định mệnh của mình. Hoặc là có thể bạn đang tương tác với một người nào đó chẳng hạn, và người này có thể on off với bạn nhiều lần, hoặc là người này gây cho bạn những cái trăn trở. Tuy nhiên đây là cái cách để mà vũ trụ, để mà định mệnh vận hành cho cái cuộc tình bạn với họ nha. Đó là về cảm xúc dễ bị lên xuống thất thường trong quan hệ mà bị chi phối tình cảm và lý trí, cho nên còn phải cân bằng hơn. Và nếu như bạn bị người này xiềng xích, người này kiểm soát thì sắp đến cánh cửa là bạn sẽ từ từ nhận biết được đâu là cái hướng mình nên đi, đâu là cái hướng mình còn phải thoát ly bớt hoặc là né tránh bớt họ ra, để mà cả hai cùng có khoảng lặng với nhau ha. Khi bạn đối diện với họ thì dường như trái tim của bạn bị cái cảm xúc nó lấn át, cho nên bạn dễ chiều theo lòng người khác lắm, chiều theo lòng của họ lắm. Về cái cách bạn sống như thế là cũng lâu rồi, bây giờ đến lúc mà bạn còn phải tự khám phá ra trong cái khu vườn của mình, trong cái chặng hành đường hành trình tiếp theo của mình, nó còn phải thay đổi cái gì, nó còn phải tiến bộ cái gì ha. Sắp đến bạn sẽ sống thật là chính mình, là cái đầu tiên mình thấy. Cái thứ hai là bạn bớt đeo mặt nạ với mọi người xung quanh. Nếu như bạn cảm thấy không thích, bạn sẽ ý kiến lên, thay vì ngồi đó im lặng nhẫn nhục hoặc là bị quá là gây ra tình huống nó độc hại toxic nữa nha. Đó, cần phải cởi mở hơn. Và cái phía mà mình thấy nè, cái lá bài số 50 này nó cho mình một cái cảm giác là phía của bạn sẽ thật sự là mềm mỏng, lấy nhu thắng cương và lấy cương chế phục nhu. Nói chung là bạn sẽ biết cách điều hòa, điều phối nó chuẩn chỉ hơn. Và bằng cách là bạn trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc sống này hơn. Và bạn có những cái chuyến hành trình, một là bạn đi du lịch nào đó, hai là bạn tự phát triển nhận thức trong tâm của mình nha. Nó có hai nghĩa trong này ha. Và mình cũng thấy rằng cái tụi bạn của bạn á, thì hiện tại đang còn trau dồi thêm kiến thức. Nếu như bạn muốn mở mang thêm cái sự nghiệp tương lai cho mình thì không ngừng học hỏi, đó là cái điều mà bạn cần phải làm ha. Đó là cái điều mà cần phải. Còn nếu như bạn nào vẫn còn đang ngấp nghé, hoặc là còn đang sợ hãi hoặc lo lắng, rụt rè không dám tiến về phía trước, không dám thể hiện con người của mình ra, thì sắp đến các bạn sẽ thể hiện nó ra, bạn sẽ bung lụa nhiều hơn, từ từ bung lụa nhiều hơn nha. Và nếu như bạn nào có một cái sự luôn luôn đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi vì tại sao chưa đúng thời điểm, thì bạn cũng hãy nên nhớ rằng trong cái khu vườn mà khám phá, nó sẽ có những, một là hoa thơm cỏ ngọt, hai là có những loài động vật hoặc những cái loài thực vật nào đó khiến bạn cảm thấy là sợ hãi, hoặc là cảm thấy là mệt mỏi, hay là còn phải né tránh. Nghĩa là nó sẽ xen lẫn giữa hoa và đá và sỏi đó, nó không có luôn luôn là trải hoa hồng như bạn đi đâu. Cho nên cái chuyện hành trình của bạn sắp đến bạn thấy rất là ổn, về sự nghiệp của bạn cũng ổn luôn, nó phát triển hơn, tự bạn sẽ tự tin hơn với số tiền của mình nhận được, hoặc là với cái nền kinh tế của mình hiện tại đang có nha. Kinh tế của bạn sẽ ổn hơn, và trong tình cảm cũng vậy luôn. Tình cảm bạn sẽ biết chọn lọc người để trao thân gửi phận, và bạn bè cũng thế. Bạn bè bạn cũng hiểu rõ là mình nên chơi cái người nào, mình nên né người nào đi, và mình nên xóa, nên lọ, nên chắc lọc lại những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Và mình vẫn thấy cái chuyện tình cảm trong này rất khởi sắc trong tụi bạn này nha. Rồi, chúc mừng các bạn đã chọn tụi bạn số 1 ha. Tụi bạn số 2, bạn bỏ đi hoàn cảnh cũ, đó là cánh cửa tươi sáng nhất rồi. Có nghĩa là một người mình không thể đạp hai xuồng, không đi hai ghe được,
không thể phân thân ra sống hai cuộc đời khác nhau được. À, cho nên bạn sẽ biết buông bỏ những cái gì trong hiện tại, tạm thời buông bỏ, hoặc là buông bỏ vĩnh viễn, hoặc là vứt nó luôn. Mình thấy hình ảnh là bạn đang đi trên một cái đồi thảo nguyên và dưới bầu trời là nó hồng hào rất là đẹp đẽ, và cái chương sắp đến của bạn, cái cuộc hành trình sắp đến của bạn sẽ chạm đến cái đồi thảo nguyên đó. Nó vừa trong lành mát mẻ, vừa bình yên, vừa nhẹ nhàng, vừa thanh thoát, mà lẫn vừa sự ấm áp và lãng mạn nữa nha. À, dĩ nhiên cái điều màu nhiệm sắp đến với bạn đây, và bạn cũng có thể chữa lành được cái luân xa đầu tiên gốc rễ của mình, là luân xa về cái niềm tin tưởng cá nhân, cái niềm tin trường tồn rằng tự tin hơn, độc lập mạnh mẽ hơn, máu lửa hơn trong bất kỳ những hoạt động nào đó xảy ra đối với bạn. À, và cái cách mà bạn ứng xử với mọi người xung quanh đó, cũng là khôn khéo nhiều hơn, bản lĩnh nhiều hơn, dứt khoát hơn. À, mình thấy tổ số 2 hay cái xu hướng là hay là sống quá là hiểu tâm lý người khác, vì quá hiểu tâm lý người khác mà luôn thấu cảm, luôn đồng cảm, nó quá giới hạn bản thân mình luôn. À, đến cái mức mà nhiều khi mình trượt dài trong cái mớ cảm xúc của người khác, mà nhiều khi bạn nhầm lẫn là cảm xúc của mình, bạn lấy đó, bạn lấy cảm xúc người khác để bạn sống luôn á, bạn kiểu như là dễ bị thao túng bởi cảm xúc người khác, và bạn cũng dễ bị hòa lẫn vào cái mớ hỗn độn đó. Tuy nhiên sắp đến bạn sẽ dứt khoát cắt đứt những cái xiềng xích xảy ra đối với bạn. Và nếu như mà bạn hỏi về mối quan hệ thì thấy là suốt là bạn sẽ rời đi một cái quan hệ nào đó, ngắt kết nối chẳng hạn, hoặc là bạn cảm thấy là bây giờ không phải là lúc để mà tập trung vào yêu đương, bây giờ là lúc tập trung vào cuộc sống của mình, hành trình yêu thương bản thân, tập trung vào sự nghiệp, tập trung vào gì thực tiễn, thực tế hơn, nghĩa là vật chất ở nền tảng về sự nghiệp đã rất là thực tế ha, đó, có thể quản lý được, tự mình quản lý được ha, hơn là tình cảm mông lung ở ngoài kia. À, và mình thấy sắp đến các bạn sẽ có một cái nguồn thu vào rất là ổn định, thậm chí nó sẽ vượt mức cái số ngân khố của bạn hiện tại đang có. À, và bạn bỏ đi cánh cửa cũ thì cánh cửa mới vô vàn tình yêu sẽ đến với bạn, những người phù hợp, những người bạn tốt sẽ tràn vào cuộc sống của bạn, hợp với năng lượng sắp đến mà bạn có. Sắp đến bạn sẽ gạt bỏ những cái năng lượng tiềm ẩn u ám và nặng nề, nó vừa đen tối, nó vừa cảm giác gần như là vứt đi đồ cũ đó. Cái đồ cũ không được thể xài được nữa, bị reset rồi, thì bây giờ cần phải vứt nó đi thì nguồn năng lượng mới nó vào được ha. Nguồn năng lượng mới này đem theo cái hoa thơm trái ngọt luôn, nó xứng đáng với cái công sức mà bạn bỏ ra, thì nó sẽ bước ngoặt chuyển mình rất là lớn trong tuổi số 2 này. Mình thấy tuổi số 2 này cái bước ngoặt nó lớn hơn tuổi số 1, nghĩa là đến bạn sẽ gần như lột xác, chứ không không hoàn toàn là đơn giản như tuổi số 1 ha. Tuổi số 2 này rất là một cái bước tiến rất là kinh khủng luôn á, nghĩa là mình bỏ hết tất cả những con người cũ, mình bỏ hết, nghĩa là mấy lâu nay bạn cũng đang tập từ từ để buông dần rồi, thì tới sắp đến đây bạn sẽ buông hẳn hoàn toàn những cái thứ cũ kỹ nha. Kiểu như ví dụ như là trong nhà bạn có 10 món đồ cũ reset đi, nhưng bạn vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cái đó là cái quà tặng của ai đó chẳng hạn, quà tặng của ai đó hoặc là cái gì đó rất quan trọng với bạn, hay là kỷ niệm đẹp của bạn chẳng hạn, nhưng mà nó bị reset rồi, nó bị mục, bị mối mọt chẳng hạn. Và nếu bây giờ bày cả nhà, bày cả phòng thì bạn thấy là rất là không cần thiết, bạn biết đó là cái kỷ niệm nhưng mà nó không cần thiết, bạn hiểu đó nha. Thì bạn đang dần dần, bấy lâu nay bạn đang vứt từ từ những cái món đồ đi rồi, thì sắp đến đây bạn sẽ vứt hẳn hoàn toàn 100% luôn nha. Nghĩa là 10 món đồ bạn sẽ vứt hết luôn, nếu như cái 10 món đồ đó không còn phù hợp và cảm thấy là như rác ở trong nhà thôi, nó thẳng là như thế. Chứ mà bạn hiểu ra rằng là tình nghĩa nên để trong tâm hơn là dựa vào những cái món đồ, hoặc dựa vào những cái hành động, những cái lời nói trần tục bên ngoài. Bạn hiểu ra là một cái tầm cao mới hơn. Tụ 2 này có một cái tầm cao rất là mới so với tụ 1, có nghĩa là bạn hiểu là nó vượt qua cái mức thông thường của con người nhận thức được luôn á. Mình thấy tụ số 2 rất là vi diệu, rất là kỳ diệu nha. Phải đa số các bạn tụ số 2 này có thể thiên hướng về những nghề nghiệp liên quan đến nhân sự xã hội, giúp đỡ người khác nè, tư vấn những khác hoặc là những cái gì đó, nó cao thượng lắm, nó về tâm linh rất là nhiều. Tụ số 2 liên quan đến tâm linh, và có thể là tụ số 2 sắp đến cũng mở mang trực giác của bạn, cũng sẽ ổn hơn, trực giác của bạn sẽ nhanh nhạy hơn và thông tuệ hơn á. Đó là tụ số 2. Okay.